Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngô Tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh Ngô Tô Thiện Nhân lại là một cái video không mới nữa về một trong những cái chiếc xe mà nó tốt nhất trong cái phân khúc 200 triệu đổ lại, trọng tải là 990 kg. Trước mắt các bạn một cái sản phẩm của TMT, sản phẩm xe tải nhẹ của TMT, trọng tải 990 kg. Tên của nó là K01S. Thì cái sản phẩm này mới được giới thiệu đầu năm 2020 cùng với một chiếc xe tải van, nhưng mà chiếc xe tải van đó hiện tại vẫn chưa được ra mắt. Hiện tại cái sản phẩm này đã thương mại hóa rồi, đã bán ra thị trường rồi. Đây là một trong những cái màu cơ bản của cái sản phẩm này, màu xanh dương và màu trắng kia, đó là màu trắng. Kia là cái sản phẩm thùng nguyên bản và đây là cái sản phẩm thùng lửng. Thì cái điểm, những cái điểm đặc biệt trong cái video này hôm nay mình sẽ nói đến cho các bạn biết rằng là tại sao các bạn nên mua cái sản phẩm này ở trong cái mức giá dưới 200 triệu, tại sao các bạn nên mua cái sản phẩm này. Chúng ta có một cái thùng dài 2m7. Rõ ràng là hiện tại trên thị trường với cái phân khúc giá dưới 200 triệu thì chúng ta chỉ tìm thấy được một cái sản phẩm thùng dài 2m6 này, hoặc thấp hơn như là 2m4-50 của Đông Ben, của Kenbo hay là của Towner. Rõ ràng là cái sản phẩm thùng dài 2m7 này sẽ cho phép các bạn chở được nhiều hàng hóa hơn và chất lượng chở nó cũng tốt hơn. Tại sao chất lượng chở tốt hơn? Tại vì cái máy của cái sản phẩm này là cái máy 1.2, nó rơi vào khoảng đâu đó gần 1.3, để cho phép các bạn với cái tiêu chuẩn khí thải mới nhất này, Euro 5 này, nó máy sẽ khỏe hơn và cho các bạn chở được trọng tải lớn hơn. Đó. Đây là cái thùng này thì vẫn được dập sóng ở đằng dưới, sàn của nó vẫn là sàn sóng thôi. Nhưng mà cái sản phẩm này nó rất là chắc chắn. Nếu các bạn xem cái video trước của mình rồi, mình đã từng thử đẩy cái xe này rồi, các bạn nhìn thấy nó rất là chắc chắn. Trong cái phân khúc 200 triệu các bạn không thể nào tìm được cái sản phẩm nào mà chắc chắn và cái hệ thống mà lắp ráp mà nó chắc chắn và nó đồng bộ như cái sản phẩm này. Đó. Một cái điểm tiếp đó chính là cái hệ thống sơn, cái chất lượng sơn điện ly 11 lớp này rất là chắc chắn. Và cái hệ thống thép của cái sản phẩm này cũng rất là ổn. Đó. 200 triệu các bạn làm gì có. Các hãng khác thì nó chỉ làm thấp thôi, sản phẩm này làm tốt hơn nhiều. Đó. Tất cả mọi thứ thì nó cũng rất quen thuộc. Đã giới thiệu cái sản phẩm này trong hai video trước rồi. Đó, chúng ta có lốp 175, xin lỗi các bạn, 165 R13, lốp nhỏ cho các bạn tiết kiệm nhiên liệu. Lốp nhỏ thì các bạn sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với việc là các bạn sử dụng lốp lớn. Đó, hệ thống khung gầm chất lượng rất tốt, đã được khẳng định trên các cái phiên bản xe DBSK rồi. Chất lượng khung gầm của cái sản phẩm này phải nói là tuyệt vời, khung gầm chắc chắn. Với cái trọng tải 990 kg này thì không thể nào mà sử dụng hết được cái hệ thống khung gầm này, mình đảm bảo. Thì hệ thống khung gầm này chỉ sử dụng trên những chiếc xe khoảng 1.25 tấn hoặc 1.5 tấn thôi. Hệ thống nhíp gánh, xin lỗi các bạn, nhíp treo và có một cái thụt như thế kia. Đó, cho phép các bạn êm ái khi di chuyển ở các chặng đường dài. Rồi, ok, cái màu xanh này. Đó. Chúng ta có được tích hợp sẵn camera lùi, camera hành trình rồi. Đây. Camera lùi được gắn ở đây, chính hãng nha, không phải chúng ta lắp thêm. Đó, hệ thống đèn xi nhan, chiếu hậu, tất cả mọi thứ vẫn rất đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Rồi. Đấy, dưới 200 triệu các bạn sẽ có như thế, có một cái chiếc xe tốt về khá nhiều mặt. Từ thùng dài hơn, chở được nhiều hơn, chất lượng thép tốt hơn, khung gầm ổn. Ngoài ra chúng ta có camera lùi, camera hành trình tích hợp sẵn này. Đó. Để mình mở lên nhá. Mở lên cho các bạn xem. Vì khổ quá, một video mình nói quá nhiều rồi. Cái xe này mình nói cũng nhiều lắm rồi, không biết đâu. Khi các bạn vào xuống lùi thì vào xuống lùi nhá. Đấy, khi mà chúng ta vào xuống lùi, cái máy tự động chuyển sang xuống lùi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mỗi các bạn hơi bóng. Đó. Rồi là hệ thống đồng hồ, tất cả mọi thứ thể hiện đầy đủ thông tin. Với dưới 200 triệu thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm có đầy đủ các cái trang thiết bị cần thiết của các bác tài xế. Thứ nhất là điều hòa 2 chiều, trợ lực lái điện, kính điện, khóa điện, đèn trần, FM radio. Ngoài ra còn có một cái đầu Android với cái màn hình lớn như thế này. Rõ ràng là khi trang bị được một cái bộ màn hình lớn như thế này, một cái hệ thống camera hành trình Android như vậy thì nó tiết kiệm cho các bạn khoảng 3-4 triệu so với việc các bạn lắp ở ngoài. Đó, cái sản phẩm thùng lửng này thì nó còn chưa tới 200 triệu luôn, nó chỉ có hơn 180 một tí thôi. Các bạn quan tâm đến nó gọi cho mình 0987733322, mình sẽ báo giá trực tiếp và mời các bạn lái thử. Nếu các bạn ở gần khu Hà Nội thì mình sẽ đánh tới cho các bạn lái thử luôn. Ok. Xin lỗi các bạn, mình nhắc lại một chút, cái sản phẩm này tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 5,5 lít cho 100 km thôi nhá. Tại vì nó sử dụng cái công nghệ khí thải Euro 5 mới hoàn toàn. Bộ máy cũng mới, máy của Đông Khang Tiểu Phong. Máy 1.2 thôi, thế nhưng mà nó rất là khỏe. Có công suất của nó rơi vào đâu đó khoảng 65 kW ở 6.000 vòng quay. Mô men xoắn khoảng hơn 100 cho các bạn leo núi, leo đồi các thứ. Ok.
Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.